Shop Tuấn Lan xin chào các bác. Lại gặp lại các bác trong một cái video mới của shop. Đây, mẫu lèo mới các bác nhá. Bên em hôm nay mới cập nhật hai cái mẫu lèo. Đây các bác có thể thấy, một thấp một cao. Thấp là cái loại mẫu lèo 1m rộng 90 phân. Còn cái mẫu cao là 1m2 và rộng 1m. Đây các bác thấy nhá. Các bác có thể thấy số lượng bên em về rất chi là nhiều. Đây. Em vừa bỏ đây quay clip này, ở đây còn trong bao rất nhiều các bác ạ. Để phục vụ cho anh em các bác thợ săn bẫy đi rừng. Còn về cái cấu hình của nó thì cái loại nào cũng vậy, đều có một cửa chính và ba cửa sổ nha các bác nhé. Cửa sổ thì có một lớp lưới ở bên trong. Khi mà các bác dám cái vén cái màn ở bên ngoài thì vải bên ngoài thì ở bên trong vẫn có thể nhìn ra bên ngoài được nhé. Còn về giá cả bên em đang bán là 400k bao ship toàn quốc. Các bác mua hàng thì có thể đặt hàng theo số điện thoại của shop 0981767026 hoặc vào Facebook, Zalo theo số điện thoại của trên. Số điện thoại thì shop sẽ ghi ở trên tiêu đề. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và mong các bác sẽ đăng ký vào kênh và để shop cập nhật những video mới nhất. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp nhé. Xin chào các bác.